Xung quanh con số, tính đến giữa tháng 7 mới có 56 khách hàng cá nhân được vay từ gói 30.000 tỷ. Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai cho vay từ gói hỗ trợ này hiện đang chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu. Tại các cuộc họp lần trước thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau rồi, đó là lãnh đạo của Sở Xây dựng cũng đã bàn với chúng tôi vấn đề này và chúng tôi cũng thống nhất với cái cách là kiến nghị như vậy. Khi cho vay thì buộc lòng ngân hàng là phải xuống, cái đó nguyên tắc đi xuống, kể cả doanh nghiệp hoặc cá nhân đều phải đi xuống thẩm tra cái khả năng của khách hàng, tình hình tài chính của khách hàng. Thì cái việc xuống đến nơi để xem xét là cái khách hàng đó ở cái nhà đó nhỏ hay lớn, hoặc là có nhà hay chưa có nhà, thì phải xuống tới phường, thì cái đó là nhiệm vụ của ngân hàng có đầy đủ khả năng để làm cái việc đó, nếu mà như được giao. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng gói hỗ trợ 30.000 tỷ mục tiêu cho vay với tỷ lệ 70% khách hàng cá nhân và 30% cho doanh nghiệp vay. Tuy nhiên, tốc độ triển khai cho vay đang không cân đối giữa khách hàng cá nhân và khách hàng là doanh nghiệp trong tỷ lệ này. Ngân cho các doanh nghiệp nhiều hơn và nhanh hơn so với giải ngân cho các cá nhân để vay mua nhà. Điều này nó thể hiện là những cái dự án mà Bộ Xây dựng đã dự khởi công ở trong toàn quốc thì chúng ta thấy rất nhiều dự án đã được khởi công và đều được hưởng cái nguồn vốn tín dụng từ gói 30.000 tỷ đồng này. Như vậy, trên thực tế, trong hơn một tháng nay triển khai thì rõ ràng cái tốc độ giải ngân, cái số lượng giải ngân của doanh nghiệp là cao hơn rất rất nhiều so với là cá nhân. Về phía quan điểm của ngân hàng, ông Tô Duy Lâm thì cho rằng ngân hàng cũng đang nỗ lực và kỳ vọng sẽ đẩy nhanh hơn việc cho vay đối với khách hàng cá nhân. Hiện ngân hàng cũng đã đồng ý với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẽ để ngân hàng thực hiện việc thẩm định hiện trạng nhà ở của người đi vay. Đề xuất này đang chờ được xem xét và ông Lâm cũng khẳng định không có chuyện ngân hàng sẽ không có nhân lực thực hiện thẩm định. Thì tôi nghĩ nếu cái này mà đưa ra cái gói 30.000 tỷ mà đưa ra nhanh thì nó có tác dụng tức thì, nó sẽ tác dụng ngay vào cái yêu cầu chúng ta đang mong muốn. Còn như hiện tại chúng ta đang làm, tôi thấy cái tiến độ nó cũng khá chậm, nhưng mà thực ra nó phụ thuộc vào các cái quy định. Từ đó đòi hỏi trong quá trình chúng ta làm chúng ta phải điều chỉnh dần. Rồi cái nào thấy vướng là phải tháo gỡ ngay, nếu thuộc thẩm quyền tại địa phương thì lãnh đạo địa phương sẽ xử lý. Còn nếu mà thuộc thẩm quyền của các bộ ngành, của chính phủ thì đó thì kiến nghị lên trên để xử lý cho nó phù hợp.